đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là không muốn biết được số mệnh của mình tốt xấu ra sao. Trong năm 2023, những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cuộc sống luôn được êm ấm, chẳng phải lo về tiền. Mặc dù số mệnh của con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta thuộc con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định là những người tốt số, số trời sinh mang bệnh giàu sang phú quý trong năm 2023 Quý Mão này? Chỉ cần sống xứng đáng, những người thuộc Bính Thìn sẽ có được cuộc sống xứng đáng, thập toàn thập mỹ. Quý vị thân mến, cuộc đời con người sợ nhất là cảnh nợ nần túng thiếu. Tuy nhiên, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau và buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng, những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh năm 2023 Quý Mão trong lục thập hoa giáp sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù cuộc sống bôn ba, vất vả và thậm chí nợ nần, túng thiếu về đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Với người tuổi Bính Thìn 1976, đặc biệt là khoảng thời gian này, sẽ có quý nhân phù trợ, thần tài ban lộc, trời cho giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Trong phần luận giải về tử vi năm 2023 của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ chỉ rõ cho quý vị và các bạn về bốn phương diện trong cuộc sống: tiền bạc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Xem tử vi sẽ giúp quý vị biết trước được thiên cơ, từ đó cải vận giàu sang cho mình. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần luận giải tử vi của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong năm 2023. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một năm nhiều vất vả trong công việc làm ăn, tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn là làm tư hay làm chủ. Một năm bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải, khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc, là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thủy Diệu, vận hạn, thiên tinh, hạn tam tai, gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng, phạm tam tai. Bính Thìn 1976 nam mạng gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1976 nam mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối của hạn tam tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Thìn gặp Mão, quan hệ bình hòa, hay nói cách khác, người tuổi Bính Thìn năm nay không phạm thái tuế. Xét về mối quan hệ thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ Bính Thìn cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 cần chú ý tháng Nhâm Tuất, tháng 9 âm lịch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng.
Trong năm 2023, gia chủ năm Mạ Bính Thìn sinh năm 1976 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu hay còn gọi là sao Thủy Đức, tinh quân, trông coi sao Thủy, chủ về gặp đại nhân, đi xa có của. Sao Thủy Diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước. Những người gặp sao này kỵ tháng 4 và tháng 8. Hóa giải, thực hiện đúng dâng sao Thủy Diệu vào ngày 21 âm lịch hàng tháng. Nếu cúng vào thời điểm đầu năm mới nên cúng vào ngày 21 tháng 1 âm lịch. Đây chính là ngày sao Thủy Diệu giáng hạ. Thời gian cúng sao Thủy Diệu là khoảng từ 19 đến 21 giờ. Lễ vật bao gồm một bài vị màu đen có đề dòng chữ Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân Vị Tiền, 7 ngọn đèn hoặc là nến, một chiếc mũ đen, hương hoa, trái cây phẩm oản, nước, trầu cau, muối, gạo, đinh tiền vàng. Đặc biệt chú ý các lễ vật phải là màu đen, nếu các vật cũng có màu đen khác, có thể sử dụng giấy đen để bọc lại, rồi mới thực hiện bày trên mâm cúng. Sau khi mâm cúng bày xong, đặt mâm lễ hướng về hướng chính Bắc, rồi mới thực hiện làm lễ cúng, hoặc áp dụng yếu tố phong thủy để áp chế. Gặp sau này vào ngày 21 âm lịch, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thành anh linh, khổng tước. Gia chủ Bính Thìn sinh năm 1976 năm Mạng, năm nay gặp hạn thiên tinh. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai mục hình, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Hạn thiên tinh là hạn nặng nhất với chị em phụ nữ. Người nào gặp phải hạn này, nhất là nữ mạng, sức khỏe ngày một yếu đi, mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng hấp thụ. Gia chủ cần biết, hạn này sẽ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào vòng tù ngục, tội phạm. Gia đạo bất hòa, khi gặp hạn này, gia chủ gặp nhiều tranh cãi dẫn đến kiện tụng, vướng vào vòng lao lý, công việc làm ăn không chính đáng, vướng vào tù ngục, tội phạm. Tai bay vạ gió bị người khác vu khống hãm hại. Việc hóa giải thiên tinh không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ làm giảm phần nào tai ương, đen đủi, từ nặng sang nhẹ. Về sức khỏe, người nào gặp hạn thiên tinh, nhất là phụ nữ, hãy chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe của bản thân, nhất là phụ nữ mang thai, cần cẩn trọng trong việc đi lại, tránh bị té ngã, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ lẫn bé. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa. Sau đó, người gặp hạn này cần tu tâm, làm nhiều việc thiện, thường xuyên thắp hương, cửa Phật, cầu bình an, sức khỏe dồi dào, gia đạo hạnh phúc, viên mãn. Luận tử vi Bính Thìn sinh năm 1976 năm Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo, đầu năm, gia chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng, có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ trong tháng 4 không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ trong tháng 5, gia chủ nên hết sức cẩn trọng, trong nhà tháng này có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1976 năm Mạng, chú ý các vật sắc nhọn sao kéo đâm phải, hoặc chú ý đường ăn uống, tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm, gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em, họ hàng, nội tộc, ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 nam mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Xem tử vi về sự nghiệp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 năm 2023, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Việc học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc chuyển việc cũng sẽ được như ý, khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Trong năm nay, bản mệnh có thể bị yêu cầu phải hoàn thành được các quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu, cũng có thể chính bản thân mệnh chủ lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu về dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an.
Năm nay mệnh chủ Bính Thìn sinh năm 1976 sẽ rất bận rộn khi làm nhiều việc phức tạp đến mức bạn hầu như không có cơ hội nghĩ về tương lai. Bạn có thể mong đợi một năm mệt mỏi trên thị trường, thiếu nhân lực và mắc kẹt các kế hoạch. Nếu bạn không lên kế hoạch tốt vào đầu năm, bạn sẽ bối rối và bất lực trong năm nay. Về tài chính, tài khí năm Quý Mão, Vượng, gia chủ có nguồn thu nhập ổn định, chi tiêu tiền bạc khá thoải mái, ít phải lo toan về phương diện này. Người kinh doanh buôn bán gặp năm tốt, ngày càng phát đạt, có thể cân nhắc chuyện mở rộng quy mô làm ăn. Có điều trong năm, gia chủ tiêu hao khá nhiều tiền cho phương diện sức khỏe, vì thế chớ tham công tiếc việc quá mức mà suy nhược cơ thể, tiền túi cũng tiêu hết. Về sức khỏe, theo tử vi của người tuổi Bính Thìn năm 2023 nam mạng, sức khỏe có nhiều dấu hiệu bất ổn, chủ yếu vẫn là do lao lực mà thành, cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng càng nhiều càng tốt. Ngoài ra trong năm, nam mạng Bính Thìn chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng ngộ độc thực phẩm hoặc chức năng gan bị giảm sút. Nếu có thể nên bỏ hẳn rượu thuốc lá để đảm bảo sức khỏe bình ổn lâu dài. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, tuổi Bính Thìn bước vào năm Quý Mão 2023 với mệnh chủ còn đang độc thân, dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế nhưng khá tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái. Ngoại hình và khí chất đều không tồi. Với người đã có gia đình, bạn cần chú ý, năm nay có thể vướng phải các mối quan hệ nam nữ ngoài luồng, bất chính. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình trở trên bờ vực tan vỡ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Bính Thìn, sinh năm 1976 nam mạng, để vật phẩm mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, vận hạn mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải của kênh Phong Thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và cùng đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.